Ok, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube cũng như là Facebook của LB Audio. Đã mắc của xương tay và ngày hôm nay em sẽ test con Sony ZS-3, một trong những chiếc boombox phải nói là khá hiếm trên thị trường hiện nay. Và thiết kế của em này đi đến một cái sự tối giản, dễ dàng thao tác hơn. Đây là mục đích chính của em nó hơn, nên đâm ra tất cả các nút của cái con Sony ZS-3 này đều đặt ở mặt trước và cái nút thao tác rất là to. Chúng ta thấy là chúng ta có nút CD hay là chơi cassette. Em này nó có đến hai hoặc ba cassette ha. Đây em sẽ bỏ vào luôn cái hộp băng này và một cái khay đĩa CD là em nói đây. Đấy. Thì bây giờ em sẽ test luôn cả ba chức năng này cho tất cả các bác. Đầu tiên thì em sẽ test CD trước ha. Rồi chúng ta tất cả các bác chú ý nhé, hai cái nút này hai nút qua bài. Thường nó sẽ không có. Ok. Chất liệu rất đẹp ha. Có. Ok, thì bây giờ em sẽ test cái hộp băng cái set đầu tiên. Vẫn nghe đồng hơi âm của tâm hồn. Xin cảm ơn tất cả các bác đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo. Thích video lúc này hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio nhé. Các bác có thể tham khảo thêm những cái sản phẩm của LB Audio thêm những cái đường link bên dưới cũng như là kết nối với Zalo để em có thể tư vấn cho tất cả các bác đầy đủ nó thông tin hơn. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.